Người khác 5 tuổi vẫn còn bú sữa, còn anh 5 tuổi đã biết livestream kiếm tiền. Anh không chỉ kiếm nhiều hơn cả mẹ, thậm chí ba con cừu cũng muốn ký hợp đồng với anh. Anh muốn chứng minh rằng anh mới là người giỏi nhất. Ở 5 tuổi, anh đã trình diễn bài hát Sứ Thanh Hoa. Nhưng để phù hợp với thiết lập dễ thương của anh, sau đó anh đã hát bài Hiệp Sĩ Lợn đã gây sốt trên mạng. Tất cả đều bởi vì kiếp trước, anh là vua của chương trình giải trí. Trong lúc này, cái cảm giác không thoải mái khi bị anh đoạt sự chú ý của Thái Khôn Hư đã xuất hiện. Nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, anh ta đi đến bên cạnh anh. Muốn chạm vào đầu anh ngay lập tức né tránh đi, khiến Thái Khôn Hư có chút ngại ngùng. Lý Nguyệt Trúc nhanh chóng giải thích rằng con trai có chút sợ người lạ. Thái Khôn Hư có chút cạn lời. Tên tiểu tử này đã xoay người về phía hai nữ ca sĩ kia rồi còn sợ người lạ cái gì chứ, nhưng anh ta không hề vạch trần. Bởi vì vạch trần càng khiến anh ta ngại ngùng hơn. Được rồi, đừng chạy lung tung nữa. Chương trình sắp ghi hình rồi. Lý Nguyệt Trúc ôm anh trở về chỗ ngồi bên cạnh anh ta. Chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu. Số người xem trực tuyến là 60.000 người. Tất cả đều là những người rảnh rỗi. Những thí sinh trong tập này đều có nhan sắc rất tuyệt vời. Anh trai đó hình như tên là Thổ Thân. Thật sự rất đẹp trai. Đẹp trai cái gì chứ? Chị gái kia thật xinh đẹp. Cậu bé kia cũng đáng yêu quá đi. Chương trình bắt đầu các thí sinh biết trên sân khấu với một hộp. Trong hộp có 8 quả bóng nhỏ. Trong từng quả bóng là tên của các thí sinh. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu. Trước tiên là nói những lời rất thừa thãi. Sau đó đọc một đoạn quảng cáo. Sau đó tuyên bố chương trình chính thức bắt đầu. Anh ấy bốc ra một quả bóng nhỏ, trong đó là tên của một nữ ca sĩ. Sau đó anh ấy lại rút ra một quả bóng khác là tên của một nam ca sĩ. Hai người này đấu biết, mỗi người hát hai bài hát. Người có tổng số phiếu cao hơn sẽ tiến vào vòng sau. Nữ ca sĩ lên sân khấu đầu tiên và hát một bài hát kinh điển nổi tiếng. Nhưng do có chút sự cố trong lúc biểu diễn, cô ấy chỉ nhận được 86 phiếu bầu. Nam ca sĩ lên sân khấu và nhận được 91 phiếu bầu. Nữ ca sĩ lại lên sân khấu lần thứ hai và nhận được trên 16 phiếu bầu. Nam ca sĩ lên sân khấu và hát bài hát cuối cùng nhận được 89 phiếu bầu. Tổng số phiếu của nữ ca sĩ là cao nhất. Nữ ca sĩ đã được tiến vào vòng sau và nam ca sĩ đã bị loại, ở đằng sau hậu trường. Đường đạo diễn đang nhận một cuộc điện thoại, người gọi đến là bố của Thái Khôn Hư. Công ty của bố Thái Khôn Hư là nhà đầu tư của chương trình Giọng Hát Trung Hoa. Đối với bố của Thái Khôn Hư, đường đạo diễn không dám coi nhẹ. Nếu đối phương giúp vốn đầu tư chương trình sẽ bị tổn thất rất nặng nề. Tôi có thể đầu tư cho các người nhưng có một điều kiện. Đó là đẩy mạnh sự nổi tiếng cho Thái Khôn Hư, con trai của tôi phải giành được danh hiệu quán quân của chương trình này. Bố của Thái Khôn Hư ra lệnh. Trong lòng đạo diễn Đường rất không thoải mái nhưng không dám phản kháng. Chỉ có thể cười theo. Điều này có chút khó khăn. Với thực lực của Lệnh công tử, tôi tin ông là người hiểu rõ nhất. Nếu muốn giành chiến thắng thật sự rất khó khăn. Bố có thấy Khôn Hư đã ngắt đoạn anh ấy. Vậy tôi đầu tư cho các người làm gì? Tôi chỉ cần một câu trả lời. Khôn Hư có thể giành được ngôi vị quán quân hay không? Nếu không được, tôi sẽ rút vốn ngay lập tức. Không có chương trình Giọng Hát Trung Hoa, tôi cũng có thể tổ chức một chương trình riêng và đẩy mạnh sự nổi tiếng cho con trai tôi. Tôi sẽ cố gắng. Sau khi tắt điện thoại, đạo diễn Đường bắt đầu cào nhau. Một người làm bất động sản lại dính líu đến giới giải trí làm gì? Nếu không phải chương trình này thiếu tiền, anh ấy đã vả cho ông ta một phát rồi. Gọi một nhân viên làm việc đến đây, Đường đạo diễn dặn dò. Sắp xếp cho Thái Khôn Hư một ca sĩ hát tệ nhất. Nhân viên liền hỏi ca sĩ nào hát tệ nhất. Đạo diễn Đường liền hét lên. Đến cả cái này anh cũng không biết thì tôi cần anh làm gì. Sau khi mắng nhân viên một trận, sự tức giận trong lòng đạo diễn Đường cũng giảm đi rất nhiều. Anh ấy nói, thực lực của thí sinh tên Lý Nguyệt Trúc đó không tồi, chỉ là hát bài hát không được hay cho lắm. Trong thế giới giải trí khô khan này, những bài hát thực sự hay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh tin chắc rằng chị cần thể hiện bài hát Sứ Thanh Hoa, thì mẹ của anh chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại. Hiện tại đã có 6 thí sinh đã tham gia biểu diễn, còn lại 2 người là Lý Nguyệt Trúc và Thái Khôn Hư. Không cần suy nghĩ cũng biết đối thủ của mẹ anh chính là gã có nghệ danh là Thổ Thân đó. Anh lấy điện thoại của mẹ và tìm kiếm các bài hát của Thái Khôn Hư trên nền tảng âm nhạc. Nghe một hai câu, anh đã muốn bịt tai lại. Cái quái quỷ gì vậy? Đúng lúc đó, Thái Khôn Hư liền đi qua. Nhìn thấy anh đang nghe nhạc của anh ta, không ngờ rằng em trai nhỏ lại thích nghe nhạc của anh à. Anh ta nghĩ rằng anh ghét anh ta, nhưng không ngờ anh lại là fan của anh ta. Vãi cả Chu Bin, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi thích nghe nhạc của anh vậy? Trên sân khấu chỉ còn lại 2 quả bóng, mặc dù biết 2 thí sinh còn lại là đối thủ nhưng chưa xác định được thứ tự biểu diễn.
Người dẫn chương trình lấy ra một quả bóng mở ra xem nói một cách ẩn ý. Mọi người thử đoán xem bên trong đây là tên của ai. Bên trong đó chính là chương trình này được chỉnh sửa và phát sóng độc quyền bởi đoàn làm phim Thiên Nhất Mãn Tiễn. Sau khi người dẫn chương trình đọc một đoạn quảng cáo mới tiết lộ rằng thí sinh Thái Khôn Hư sẽ lên sân khấu. Mọi người hãy vỗ tay chào đón. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ. Thái Khôn Hư lên sân khấu với một nụ cười nhẹ nhàng và nói: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Thổ Thân. Bài hát mà tôi sẽ trình bày sau đây là tác phẩm riêng của tôi. Sau này hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn." Âm nhạc phát ra và Thái Khôn Hư bắt đầu biểu diễn. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dấu bao lâu nói không thành câu. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ đêm tự lau. Đêm nay mình ta uống ánh trăng say trong đêm buồn. Biết anh không còn yêu nhưng rời đi em chẳng muốn. Lặng nhìn anh quay bước, nước mắt em cũng khẽ tuôn. Thái Khôn Hư ở trên sân khấu càng hát càng sôi động, càng khán giả ở dưới sân khấu cũng trở nên hỗn loạn. Đây là bài hát quái quỷ gì vậy? Thật là khó nghe mà. Có giám khảo trên ghế giám khảo cũng bị làm cho hoang mang. 6 thí sinh trước đó đều có khả năng hát không tồi nhưng không ngờ đến thí sinh thứ 7 lại khó nghe đến như vậy. Trong số đó có một giám khảo tên là anh Na càng ngạc nhiên hơn. Ban giám khảo bắt đầu nhận xét, bài hát này không tồi, tôi cho 6 điểm. Tôi cho 7 điểm. Anh A bắt đầu nhận xét rằng bài hát này dường như rất rối loạn, nhưng thật sự nó đầy cảm xúc và gần gũi với đời thường. Thầy sinh này cũng có khả năng rất tốt, tôi mong chờ rất nhiều từ bạn. Tôi cho bạn 9 điểm. Mỗi điểm là 1 phiếu, tổng cộng là 100 phiếu. Mỗi giám khảo có 10 phiếu trong tay, 70 phiếu còn lại ở tay khán giả dưới sân khấu. Có 70 khán giả dưới sân khấu bắt đầu bỏ phiếu, tổng số phiếu là 47 phiếu, không vượt qua cả nửa trăm phiếu. Thái Khôn Hư có vẻ mặt uất hận và không vui. Thật là một đám người phàm phu tục tử không biết thưởng thức bài hát của anh ta. Tiếp theo là sự xuất hiện của Lý Nguyệt Trúc trên sân khấu. Mẹ, ngôi sao cố lên, anh cổ vũ cho mẹ của anh. Hai người cùng đập tay nhau để động viên, Lý Nguyệt Trúc lên sân khấu. Hôm nay cô ấy trang điểm rất nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy lung linh tỏa sáng giống như một viên ngọc đêm sáng lấp lánh và huyền ảo. Đứng trên sân khấu, các khán giả dưới sân khấu đều trầm trồ trước vẻ đẹp của thí sinh này, khiến họ không thể thở nổi. Lúc này, mẹ anh đã lên sân khấu. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Lý Nguyệt Trúc. Sau đây, tôi sẽ trình bày ca khúc do chính con trai tôi là người đã sáng tác. Âm nhạc nổi lên, giai điệu u buồn, bao trùm tất cả mọi người. Làm sao quên được hình bóng bay, thời gian sao có thể xóa nhòa, người mà em đã từng nguyện yêu thương để rồi phút mất. Vì đã chẳng cố gắng bên anh, dành thời gian cho những thứ anh chẳng cần, giờ đành phải chấp nhận nhìn anh hạnh phúc. Lúc này anh đứng ở đằng sau hậu trường nở một nụ cười tươi. Với bài hát này, anh sẽ dễ dàng đánh bại Thổ Thân giống như dẫm chết một con kiến vậy. Còn về bài hát Sứ Thanh Hoa sẽ ra mắt sau này. Lúc này, các ca sĩ nghỉ ngơi đều bị ngơ ngác. Bài hát mới này không chỉ hay mà còn sáng tạo. Sau đó có người hỏi anh, bài hát này thực sự có phải do anh viết không? Anh liền gật đầu. Có một người đột nhiên bế anh lên giọng nói ngọt ngào hỏi: "Có thể giúp chị viết một bài hát được không?" Anh không hề trả lời, chỉ cảm thấy màu đen trước mắt và không ngừng có mùi hương đập vào mặt. Ngay lúc này, phòng livestream bắt đầu trở nên hỗn loạn. Những bình luận tràn ngập màn hình. Chỉ nghĩ những chuyện về ai, chẳng thể nào nghĩ được, vì sao để đánh mất được ai. Dù cho em có phải chờ, em có phải đợi, thì em cũng sẽ chỉ đợi mình hai. Thời gian quay trở lại, người em yêu vẫn chỉ là anh.
âm nhạc dần mất đi. Dưới sân khấu, tiếng khóc rưng rức vang lên. Bài hát này đã chạm đến tận đáy lòng của họ. Lúc này, từ ghế giám khảo truyền đến giọng nói chất vấn. Anh Na đột nhiên mở miệng hỏi, bài hát này có phải là tác phẩm của con trai bạn không? Đúng vậy, Lý Nguyệt Trúc liền gật đầu. Có thể mời con trai bạn lên sân khấu được không? Đương nhiên là được. Lúc này trong phòng nghỉ ngơi của các thí sinh, ánh mắt của anh đã dần dần mất đi thị lực. Hai, bà cô xinh đẹp cũng quá đáng quá đi, không ngừng ôm chặt lấy anh và liên tục vùi đầu anh vào lòng. Các dì hãy tha cho tôi đi, tôi phải lên sân khấu rồi. Sau đó, anh đi theo một nhân viên bước lên sân khấu. Anh Na liền mở miệng hỏi, bài hát này là tác phẩm của bạn sao? Không phải là của tôi thì còn là của ai nữa? Anh trả lời gay gắt một câu. Người có thể đánh giá 9 điểm cho bài hát của Thái Khôn Hư chắc chắn là đã nhận được tiền rồi. Trước khi quay đi, anh A không ngừng phê phán bài hát của anh. Bạn mới 5 tuổi, không có kinh nghiệm tình yêu. Bài hát viết ra chắc chắn là thiên vị, nhưng bạn cũng đừng nản lòng. Mặc dù bài hát này không được nhưng bạn mới 5 tuổi, tương lai rất là đáng mong chờ. Một loạt lời nói này khiến cho hai vị ban giám khảo còn lại cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều đang hoài nghi có phải là anh Na đã nhận tiền rồi không. Có một vị ban bình luận đột nhiên mở miệng nói, cái nhìn của tôi với ban bình luận anh không giống nhau. Ngược lại, tôi cảm thấy bài hát này vô cùng hay. Vừa mới định nói tiếp thì anh Lan liền dùng ánh mắt để ngăn lại. Còn chưa đợi Lý Nguyệt Trúc mở miệng, anh đã không nhận được liền đáp trả một câu. Vị giám khảo họ anh này, có phải cô cảm thấy bài hát của tôi không được tốt là bởi vì bài hát của cô càng tốt hơn nên cô khinh thường tôi đúng không? Tôi là một chuyên gia đánh giá âm nhạc chuyên nghiệp. Anh Na liền lảng tránh vấn đề. Cô là nhà phê bình âm nhạc, chắc chắn cô cũng có những kiến thức về văn học khá tốt nhỉ. Sau đó anh liền cười tà mị nói, tôi có một bài thơ muốn tặng cho cô. Lúc này miệng của anh hơi nhếch lên một chút. Nằm nhìn suốt từ ý niệm đến đất trời xa xăm, thế gian hiểu nhưng không đánh giá được. Lá non cùng nhau thảo luận mở rộng từng chút, diêm oa thay nhau nhảy múa trong áo dài. Dịch ra nghĩa là gì? Dường như tất cả mọi người đều ngơ ngác, bọn họ đều không hiểu ý nghĩa bên trong là gì. Nhưng có một số người vừa nhìn liền đã hiểu ý nghĩa của bài thơ. Cười chết, tôi mất, bé dễ thương, đúng là có tài mà. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tôn bạn là bang chủ. Lầu trên có thể giải thích được không? Tôi sẽ giới thiệu em gái của tôi cho bạn. Em gái của bạn như thế nào? Đẹp giống như Trương Phi vậy. Đầy an toàn và ấm áp. Lúc này, anh Na chưa bắt đầu nhận xét, mà đang hỏi tên của bài thơ này. Tên là anh Na. Lúc này, anh Na đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng cô ta nghĩ mãi vẫn không thông. Lý Nguyệt Trúc ở dưới sân khấu giơ ngón tay cái lên và nói, đỉnh của chóp, con trai của mình thật thông minh. Sau đó, anh nhờ mẹ của anh lấy điện thoại ra ấn vào một bức ảnh rồi cười hi hi nói với anh Na, ở đây tôi có một bức ảnh. Nếu như cô nghe hiểu được bài thơ đó thì chắc chắn sẽ hiểu. Bên trong bức ảnh có một người phụ nữ tựa vào cây. Cô ấy nhìn chằm chằm vào con cá mập trong ao bên cạnh. Con cá mập đã lòi ra một nửa thân trên mặt nước. Cặp vây của nó đặc biệt thu hút sự chú ý. Anh Na cười tự tin và nói được 5 yếu tố bên trong bức ảnh. Anh Na giống như một học sinh trung học, đọc ra câu trả lời chuẩn mực. Nhưng anh lại lắc đầu và nói rằng, để tôi dạy cho cô. Anh liền chỉ vào người phụ nữ trong bức ảnh và hỏi, đây là gì? Đây là một cô gái. Anh lại lắc đầu, nói với anh Na, đây lại là cái gì? Là cây. Anh lại chỉ vào cái gai trên con cá mập và hỏi, đây là gì? Đây là vây của con cá mập. Anh lại lắc đầu, đây là cánh tay của con cá mập, gọi tắt là tay cá mập. Lúc này, anh Na liền tức giận, thật là một đứa trẻ thiếu văn hóa. Mắng chửi trước mặt mọi người, xin lỗi. Anh với khuôn mặt vô cùng tội lỗi, nói xin lỗi. Lúc này, cơn tức giận của anh Na đã giảm đi một nửa. Biết sai mà sửa là tốt, để tôi nói cho bạn biết. Anh liền cắt ngang lời của cô ta, ai nói là tôi xin lỗi cô, tôi là đang xin lỗi với mẹ tôi. Mẹ tôi thường dạy với tôi rằng, khi chó cắn tôi thì tôi không được cắn lại nó. Dù sao nó cũng chỉ là một con súc sinh không hiểu tiếng người, nên không cần phí lời với nó. Sắc mặt của anh Nga lúc này vô cùng không tốt. Bài hát này thật sự không tốt, tôi cho 0 điểm. Uống dĩ, cô ta muốn cho 2 điểm. Nhưng bị anh mắng một trận như thế, liền cảm thấy không vui liền cho 0 điểm. Tôi cho 2 điểm, tôi cho 3 điểm. Hai vị giám khảo còn lại cũng liên tục bày tỏ thái độ. Số điểm này khiến cho Giang Cư Mận trong phòng livestream vô cùng tức giận. Đánh giá dựa trên cảm xúc cá nhân chứ không phải dựa trên chất lượng của bài hát. Điều này thực sự là một vụ bê bối trắng trợn. Trên màn hình bình luận, ba vị ban giám khảo này đỉnh của chóp.
Nếu không biết điểm thì mau cút xuống đi. Khán giả dưới sân khấu bắt đầu bỏ phiếu. 68 phiếu dành cho Lý Nguyệt Trúc, tổng số phiếu là 73 phiếu, tạm thời dẫn đầu. Thái Khôn Hư chỉ có 26 phiếu. Lúc này, đạo diễn liền tuyên bố tạm dừng chương trình. Đường đạo diễn liền tìm đến anh Na và trách mắng nói: cô bị điên à, tại sao lại cho cô ấy không điểm? Đây không phải là đang nói cho người khác biết chương trình có những âm mưu đen tối sao? Anh mới bị điên đấy. Vốn dĩ trong lòng có anh Na đã không vui rồi. Sau khi bị đạo diễn Đường mắng như vậy, cô ta liền bùng phát lên. Anh đi mà tìm người khác làm giám khảo đi, tôi không làm nữa. Anh Na vung tay liền muốn bỏ đi, nhưng đạo diễn Đường lại cười một tiếng. Đắc tội với ông chủ, cô nghĩ cô còn sống sót rời được khỏi đây sao? Nói không chừng ngày mai liền bị một chiếc ô tô đâm chết cũng nên. Anh Na liền dừng bước chân lại và nói: trong trận đấu tiếp theo, hãy nói với Thái Khôn Hư chuẩn bị một bài hát hay. Để lại câu nói này, anh Na liền quay người rời đi. Làm sao quên được hình bóng ấy? Thời gian sao có thể xóa nhòa? Người mà em đã từng nguyện yêu thương để rồi phút mất. Vì đã chẳng cố gắng bên anh, dành thời gian cho những thứ anh chẳng cần, giờ đành phải chấp nhận.